Giờ hôm nay mình sẽ cho anh em một cái kỹ thuật rất là vui, một cái hot trend mới trong Facebook, rất là ảo diệu. Cái hot trend này bắt nguồn từ một cái combo của Menua gần đây. Thì ở cuối video thì anh ấy có làm một cái kỹ thuật như này. Cái mấu chốt của cái kỹ thuật này đó là các bạn sẽ để cái bút cho nó kẹp vào cái cục u ở trên cái ngón tay trỏ như này. Ở cái cục xương ngay đây nè đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ để cái cây bút. Cái yếu tố để làm được là các bạn phải để cái cây bút cho nó nằm ở trên cái cục đó, để cho cái cục đó nó máng cái cây bút lại. Thì các bạn sẽ gập ba cái ngón tay giữa lại, gập ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út lại, và chỉ chừa cái ngón cái và ngón út ra thôi, như này đó. Sau đó các bạn sẽ căng hai cái ngón này ra, các bạn sẽ thẳng hai ngón này ra theo hai phía khác nhau, thẳng ra, và dùng cái móng tay của ngón cái để mà đè cái cây bút vào trong cái cục xương của ngón trỏ như này đó. Các bạn tì tới một lúc nào đó các bạn cảm thấy là nó cứng, nó đang cố định cây bút lại rồi, thì các bạn có thể lật cái bàn tay lại thử. Thì cái này là hên xui thôi, tại vì nhiều khi cái cục xương của mình nó không giữ được thì cái bút sẽ rớt đó. Thì kỹ thuật này rất là ảo diệu và nó đang là hot trend trong cái giới Facebook. Còn một cách nữa là các bạn dùng băng keo, các bạn dán, nhưng mà như vậy thì nó hơi phèn đó, các bạn không thể nào quay tiếp được. Còn cái này thì các bạn có thể quay tiếp được và rất là sáng tạo, rất là hay. Mình sẽ ghép combo thử cho bạn xem. Đầu tiên các bạn sẽ quay một cái gì đó, sau đó các bạn bắt buộc phải làm cho cái bút nó ngưng chuyển động lại và nó đứng ở cái vị trí nằm ở phía trên mu bàn tay, và các bạn sẽ thực hiện cái kỹ thuật đó. Sau đó các bạn có thể tung cái bút lên hoặc là làm cái gì đó, sau đó quay tiếp. Đó, cái này rất là hay ở chỗ là chúng ta có thể quay tiếp được, chứ không phải như là dán băng keo thì nó ai cũng làm được thì nó hơi phèn. Ok, và nếu các bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.